Thưa Thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông, ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật không hề có chia bất cứ một tông nào. Thời Phật không có tông nào hết nha. Thời Phật chỉ có một thôi, đó là Tăng Đoàn hay là giáo đoàn, chứ không có tông. Mãi đến khi Phật mất, cả 150 năm sau, thì bắt đầu mới có những cái ý kiến bất đồng trong nội bộ. Có vị nghĩ thế này, có vị nghĩ thế khác, cho nên bắt đầu chia làm hai. Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ, gọi là Bắc Tông. Phía Bắc Ấn Độ là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản. Phía Nam Ấn Độ, Thái Lan, Tây Tạ, xin lỗi, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật, tức là các thầy phải quấn y đi khất thực, không phân biệt chay mặn, ai cúng gì vào trong mình bát thì mình dùng cái nấy, và quấn y ăn ngày một bữa, nghiên cứu những cái bộ kinh gọi là Nikaya. Nhưng mà Bắc Tông thì phối hợp với thời đại cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ. Cho nên Bắc Tông khai triển là hầu làm cho đạo Phật hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết á. Cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập, chứ không có gì sai cả. Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật, một bên thì muốn phát triển Phật giáo theo cái hướng xã hội bây giờ để cho người ta dễ dàng hội nhập. Ví dụ như quý vị nghe bài giảng hồi buồn quá, ông thầy cũng hát cho mình nghe một câu đỡ buồn ngủ, đỡ mệt, mình cười vui cái mình tiếp tục mình nói tiếp, thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai. Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp. Ăn chay là cái đề xướng sau này chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật. Nguyên thủy đạo Phật không có ăn chay, mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng đấy. Nhưng mà các thầy mới nghĩ rằng bây giờ mình bắt tông là mình không còn đi khất thực, nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn. Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn hiền lành như cỏ cây mình ăn, đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật. Cho nên đề xướng cái thuyết ăn chay. Thế thôi. Bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp. Đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn, mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si. Mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt. Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào, mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới, nhưng mà hằng ngày mình y nguyên, y hịch, y thinh, y chang, rất nhiều cái y à, và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu, nhưng mà mình cũng y chang, y hịch, y thinh, y bon, y chóc, một lô y thì cũng không thay đổi gì hết. Kính bạch thầy, người thích đến chùa tụng kinh niệm Phật làm việc lành, nhưng ở nhà lại thích ăn mặn, nhất là động vật còn tươi sống, hỏi người này có tội hay không?
Nếu có tội thì phước và tội được bù trừ cho nhau không? Cái này hơi nguy hiểm. Thưa đại chúng nè, cái ăn với cái tu nó khác. Cái ăn nó trợ duyên cho người tu một phần thôi, nhưng mà thật sự ra cái tu là chính. Bây giờ cái người mình đừng có nghĩ rằng người ăn mặn là họ tội, nhưng mà tại vì chúng ta đứng trên cái phương diện tinh thần của Bồ Tát, hay là theo cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta thấy rằng khuyến khích ăn chay tốt, không sao hết. Và ăn chay á, nó giúp cho mình có sức khỏe dẻo dai, dễ tiêu hóa, nuôi dưỡng lòng từ. Và đồng thời á, chúng ta dễ dàng trong sự tu tập. Còn chúng ta ăn thịt, cá, chúng ta uống rượu, đó là những chất kích thích bằng mọi hình thức trong cơ thể, thì làm cho kích thích đó, nó làm cho mình cũng khó tu. Cho nên đó, mình tập ăn chay. Thì ở đây á, mình không thể nói tạo cái phước cho nhiều đi rồi ăn cho nhiều để nó bù trừ, không phải vậy. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta làm phước và làm bằng như thế nào, bằng cái tâm gì. Thí dụ mình nói tôi ráng làm phước để dành cái phước này bù những bữa ăn mặn. Như vậy là cái làm phước của mình là mình có vấn đề. Giống như một anh ấy là tôi ráng để dành tiền để cưới vợ, thì cái chuyện này nó mục đích cưới vợ chứ đâu phải làm phước. Rồi ra trời thấy người kia ăn mặn, ơi xin lỗi hà tiện hà tặng, thôi thương quá. Nhưng mà đâu biết ảnh hà tiện để cưới vợ. Nhưng mà cũng có những người, người ta hà tiện để ta làm phước. Thật đó, tùy theo cái việc làm của chúng ta. Chúng ta không thể thấy, chúng ta không thể nghĩ rằng mình làm phước vậy nè để rồi bù trừ vậy. Cũng như có nhiều vị, thí dụ bây giờ mình đi lường gạt người ta, mình ăn cắp tiền của người ta đi, nó ăn cắp tiền đi làm từ thiện. Rồi cái này không được. Ai biểu anh đi làm từ thiện, ai khuyến khích anh từ thiện cho người này mà anh cướp của anh, ăn cắp của người kia cũng thế. Cho nên thà anh khỏi đi làm phước gì hết, anh cứ việc sống cuộc đời bình thường của anh. Anh làm từ thiện không ai biết, nhưng mà anh đã mang danh ăn cắp ăn trộm rồi. Đấy không? Thành thử ra không thể nói con ráng làm phước thiệt nhiều, tại vì đời sống của con mỗi ngày con đều đi ăn trộm hết. Con lường gạt người này, con làm người kia. Cho nên nó có nhiều việc cũng hỏi vậy nè. Bây giờ mình đi làm mình trốn thuế được không? Pháp Hòa mới nói hỏi trốn thuế làm gì, làm từ thiện. Thật ra mình đóng tiền thuế vô, như quý vị đi làm ở đây quý vị đóng tiền thuế vô. Người già ở đây có hưởng cái tiền thuế của mình không? Có. Mà người già ở đây họ rất là ý thức. Mặc dù họ ăn tiền già nhưng mà họ sẽ làm tất cả những gì có khả năng của họ. Ví dụ như họ đi đi làm những cái thiện nguyện viên ở những cái cổng chùa, giữ xe, họ đi clean up nhà vệ sinh, họ đi hướng dẫn những tour du lịch, họ quảng cáo này kia, họ làm tất cả những cái việc gì mà trong khả năng của người già, để họ cảm thấy rằng họ vẫn đóng góp gì cho xã hội này. Và những người trẻ còn đi làm được đóng thuế để chính phủ nuôi họ, nhưng họ không chỉ ăn cái tiền đó mà họ vẫn đi làm những việc thiện mà họ nghĩ rằng khả năng họ có thể. Cho nên đi tới những nhà vệ sinh thấy người già người ta làm việc đều là những người, phần lớn là những người ta thiện nguyện, vì người ta nghĩ rằng chính phủ nuôi họ thì họ đi làm, đi dọn dẹp những nhà vệ sinh công cộng đó để gọi là phụ vào cái công việc cho xã hội. Họ đâu có, họ làm được việc đó mà. Thật ra chúng ta đóng thuế cũng vậy. Chúng ta đóng thuế cho chính phủ để chính phủ nuôi người già, người bệnh, đủ thành phần khó khăn trong xã hội hết. Giống nhau thôi, chính phủ thay thế mình. Mà mình, mà hễ mình trốn thuế mà chính phủ biết cái là mình phạm tội. Lúc đó mình đừng nói không, xưa nay tôi trốn thuế nhưng mà tôi có đi làm từ thiện. Anh không có tính sổ mình kiểu đó. Không, không có chỉ tính sổ anh, bây hiện tại trước mắt tôi rõ ràng anh đang phạm pháp. Thì mình mất cái điểm đi rồi. Thì ở đây cũng vậy, việc nào nó phải rõ ràng việc đó. Thì mình không có thể ăn cắp của người ta để mình đi làm từ thiện được. Cho quý vị nhớ, ở đây thỉnh thoảng và thấy có vài thùng phước xương ở trong các chùa để hai chữ tịnh tài nha. Thỉnh thoảng qua đi mấy chùa ở đây và thấy mấy cái chùa Nhật để hai chữ tịnh tài.
khác với người Việt mình, phải không? Người Việt mình để phước xương, phước điền, tùy hỷ, cúng dường. Nhưng mà ở đây để rõ hai chữ tịnh tài. Tịnh tài là gì? Là tiền trong sạch. Tiền này con không cấp lường gạt qua hết trơn á. Không phải nãy con đi ngang bà kêu con thấy bà để hở tiền con đi ngang gom này con cúng Phật. Thì cái này cũng phải tịnh tài. Cái này cũng tài mà cũng nhiều tài ăn cắp. Tịnh tài là tiền trong sạch. Cho thỉnh thoảng bà thấy mấy cái thùng phước xương để hai chữ tịnh tài vậy đó. Tiền trong sạch. Con bỏ vô bà cắt cũng được nữa. Hồi nãy Pháp Hòa mới giỡn với thầy Nguyên Ngộ. Ngộ Nguyên chứ. Nay chùa Đông Đại có cái tượng Phật á. Tay bắt về, tay đưa về. Phật nói 5 đồng. Ok. Thầy hỏi Pháp Hòa chứ hôm qua thầy tới chùa kịp không? Và nói kịp. Và ai vô chụp hình lẻ lẻ. Phật nói vậy đủ rồi con. Thì thưa đại chúng là các anh chị nhớ là như vậy. Chúng ta làm phước thì chúng ta có phước, chúng ta làm tội chúng ta vẫn có tội. Không có phải lấy cái này bụ kia. Và nhất là mình không thể nói là tôi đi ăn cắp này, tôi giúp cho người kia. Cố gắng làm phước, làm đi chùa làm phước cho nhiều để nhà ăn mặn cho nó sướng. Mà biết trong cái phước đó đó, trong cái việc phước đó đó, nó trọn phước không hay là nó cũng có cái tổn giảm ở trong đó. Ngay cả khi chúng ta làm phước mà lời nói của mình đó, nó không phước đó, là chúng ta cũng chưa, cái phước nó cũng bị mẻ đó. Cho nên chưa có phải là trọn vẹn. Thứ hai là người xuất gia không nhận được sự hoan hỷ của cha mẹ nhưng cố bỏ nhà đi khiến cho cha mẹ buồn phiền, sinh bệnh rồi qua đời. Hỏi có phạm tội bất hiếu hay không? Cái này phải nói riêng với vị đó. Thưa đại chúng là thật sự ra thì mình đi xuất gia là một việc tốt. Nhưng mà mình phải để ý lại cái tâm tùy hỷ của gia đình. Nếu mà gia đình của mình á mà chưa có đồng tình hoan hỷ thì mình nên làm sao để cho gia đình cha mẹ hoan hỷ việc đó. Như cái trường hợp này thì nó hơi đáng tiếc. Cho nên các vị nào mà có cái tâm như vậy thì phải suy nghĩ lại để làm sao cho gia đình tùy hỷ với mình. Thật sự gia đình mình nó biết đi tu là tốt. Nhưng mà tại thương con, không có muốn con mình khổ. Cái quan trọng là mình trở về, mình nói làm sao, mình thuyết phục làm sao cho cha mẹ cho mình tu. Bảo đảm sao được đi tu. Chịu khó thôi. Tại vì không có cha mẹ nào cản ngăn con mình làm điều thiện. Phải không? Còn nếu như mình nói rõ là mình thật tâm mình muốn đi xuất gia thì cha mẹ sẽ tùy thuận theo ý của mình. Nhưng mà dĩ nhiên trên bước đường, trên đầu tiên nhất là các vị sẽ tìm cách cản trở mình. Như hồi xưa Pháp Hòa đi tu cha mẹ cũng đâu cho. Nhất định là chẳng những cản mà còn đi phone cho bà con cô bác phone về cản mình nữa. Không, nhưng mà khi mà mình đã quyết tâm mình đi tu rồi thì mình đi tu thì cha mẹ cũng đành chịu như vậy. Nhưng mà mình nên. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói với các anh chị á. Hôm rồi Pháp Hòa có nói vậy nè. Thí dụ bây giờ trong chùa mình đây là 50 người làm trong cái ban làm việc. Thì khi chúng ta họp lại đó, chúng ta biểu quyết một gì đó thì trong đó có 45 người đồng tình, 5 người không đồng ý. Thì mình sẽ lấy theo cái căn bản bình thường là đa số sẽ thắng tiểu số, 5 người kia là phải phục tùng. Phục tùng làm theo nhưng mà phục có trong lòng không? Không. Không sao hết, mình giải quyết cách đó được. Nhưng chưa trọn vẹn cái tâm từ của Đạo Phật. Là tại sao 5 người đó chống? Chỉ có thể 5 người đó chưa hiểu cái vấn đề của chúng ta làm. Chúng ta hãy nên giải thích như thế nào để 5 người kia cùng hoan hỷ phát tâm làm, mà làm bằng tâm niệm hoan hỷ luôn nữa, thì cái này gọi là trọn vẹn. Chúng ta có quyền giải quyết theo nguyên tắc đa số là thắng tiểu số. Nhưng mà chúng ta bỏ rơi cái tiểu số 5 người đó, họ đồng cái công việc mà họ không đồng tâm với mình. Và 5 người không đồng tâm này sẽ rỉ tai nè, sẽ đi nói chuyện này chuyện kia nè. Thì cho dù mình làm thì cũng bị ảnh hưởng bởi 5 người này. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao mà để cho 5 người kia đồng phát tâm cùng một công việc với mình.
đều là việc thiện hết, đều là việc chung cả. Nhưng mà năm người này lý do họ chống là vì họ chưa hiểu được vấn đề. Mà nếu họ hiểu được vấn đề thì cái việc nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta đã nói hết sức rồi mà người đó vẫn ra đó là tùy ý cái vị đó. Chứ còn chúng ta không thiếu bổn phận là tôi không cần biết anh nghĩ gì, miễn anh đa tiểu số anh phải phục tùng. Ra lệnh như vậy theo cái nguyên tắc, nhưng mà chưa chuyển cái tâm của người ta trở về với mình một cách trọn. Con xin cảm ơn buổi pháp thoại sáng nay của thầy. Hy vọng con sẽ đủ tinh tấn để lãnh hội những điều thầy giảng. Nhân đây con xin phép được đặt một câu hỏi. Từ khi sang Nhật có cơ duyên nên con đã thỉnh được một cuốn kinh Pháp Hoa, cho đến tận bây giờ là 6 năm con vẫn trì tụng. Nhưng khi con cảm thấy mệt mỏi hay áp lực công việc, nhưng con không rõ về việc trì tụng kinh Phật tại gia như thế nào. Cơ duyên hôm nay về chùa mong thầy chỉ giúp cho con tụng kinh tại gia như thế nào cho đúng cách được không ạ? Tụng đừng có trật chữ là đúng rồi. Đừng có đừng tụng mà đừng có trật giờ người khác ngủ là đúng rồi. 12 giờ khuya người ta ngủ, mình tụng kinh Pháp Hoa nó tụng cho có phước. Phật còn phải thức dậy nghe kinh mình, huống chi người trong nhà, phải không? Thưa đại chúng, thật sự ra đúng là sao? Đúng hoàn cảnh, đúng thời gian, đúng sức khỏe của mình là đúng. Kinh Phật mình tụng bất cứ giờ nào, không có ai quy định Pháp Hoa tụng buổi sáng buổi chiều, không có ai quy định chú Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ khuya đó. Mình muốn tụng bất cứ giờ nào, mà quan trọng là mình tụng mà có phiền hàng xóm không. Và cái thứ hai đó, mà mình tụng như vậy đó, cái tâm mình nó được hội nhập vào cái thời kinh nó như thế nào sau một thời kinh, cái quan trọng như vậy đó. Thí dụ mình tụng chú Đại Bi một ngày 21 lần, nhưng mà tụng xong chú Đại Bi rồi ra là tâm của mình nó an lạc sau một thời kinh tâm mình nhiếp lại. Và đừng nghĩ rằng mà tôi ráng tụng 21 lần để cầu nguyện cho cái việc này là tại thầy ông biểu 21 lần. Trời ơi, công xu ngồi tụng muốn chết, đủ 21 biến ra thôi. Cái tâm mình nó chưa có trong đó. Thì nếu mà tâm mình không có vậy đó, mình ráng tụng một lần thôi mà tụng hết lòng, nó vẫn quý hơn mình tụng 21 lần mà ngồi trống trơn không có gì hết. Còn cái chuyện các anh chị muốn biết kinh nó nói cái gì, các anh chị phải đọc những cái bản chú giải về kinh đó để mình hiểu thêm. Bây giờ chị đọc kinh này đúng rồi đó, không sao hết đó. Nhưng bây giờ thêm cái phần nghĩa lý ẩn tàng bên trong. Khi mình hiểu được cái đạo lý rồi mình tụng kinh nó phối hợp. Tụng kinh là sự, hiểu được ý kinh là lý. Làm sao lý sự nó dung thông với nhau thì một thời kinh của mình nó hay lắm. Tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó, thâm nhập lời kinh tới đó. Không, mà ví dụ như mình tụng kinh Pháp Hoa mà tới câu chuyện là có cái anh chàng đó, ảnh chơi với bạn á, rồi khi mà hai người uống rượu say rồi người kia sáng ngày mai phải đi sớm, trước khi đi lấy cái hột xoàn may ở trong cái vạt áo của anh chàng kia. Anh kia thức dậy không biết trong áo mình có hột xoàn, vẫn đi ra đường ăn xin. Một ngày kia người bạn gặp lại nói: trời ơi, bữa hôm tôi gặp anh, trước khi đi tôi để lại cho anh một ít vốn rồi, tôi để trong cái túi của anh sao anh không nhận ra. Thì người kia rờ lại cái túi, biết rằng trong túi mình có một hột xoàn và đem ra xài. Mình nghe câu chuyện mình hiểu vậy thôi, nhưng mà giờ mình hiểu cái ý nè. Người bạn kia chính là Đức Phật, hột xoàn kia chính là những cái trí tuệ, tuệ giác, chân tâm. Mình sẵn có cái đó trong áo mình, nghĩa là trong người mình, trong thân tâm mình. Mình không nhận ra cho nên mình nghèo nàn, mình đi ăn xin, mình nói Phật giúp con, xin giúp. Nhưng mà thiệt sự đó, mình vẫn đủ khả năng đó. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó thì lần sau mình đọc kinh Pháp Hoa, đấy, tôi là anh chàng này nè, tôi là cái anh chàng say nè, thấy không? Trong người mình có khả năng làm Phật mình không biết. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình hiểu được cái ý kinh. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua Nhật, đi kỳ này đi Nhật vậy, Pháp Hòa thấy người ta bán mấy cái khám thờ á, cái tủ thờ mà có hai cái cửa đó. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho quý vị trong đoàn nghe. Nếu quý vị đọc trong kinh, thỉnh thoảng quý vị nói là cất cái thất cái khám để thờ Phật. Vậy cái khám là cái gì? Đấy, hôm nay quý vị thấy cái khám này có mặt ngay tại nước Nhật mà.
ở trong là một cái bàn thờ rất là đẹp, nhưng mà tụng kinh cúng Phật xong ta đóng lại. Để làm chi? Để lỡ mình có đi ngang Phật mình mất trang nghiêm, mình không có cảm thấy là mình mất kính. Mình trang nghiêm trước tượng Phật, cúng kiến rồi xong hết rồi đóng cái khám nó lại. Đi ngang ta tưởng cái tủ thôi. Nhưng mà rồi á, mình là Phật tử, mình là người chủ nhân của cái tủ đó, mình biết ở trong đó có thờ Phật á, cho nên đi ngang cũng cúi đầu. Thậm chí mặc dù đóng cửa lại, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng che vậy chắc Phật không thấy mình ngoài này làm gì đâu ha. Che vậy để mình đỡ cảm thấy mặc cảm mình bất kính thôi, chứ thật sự ra không che cũng như được không sao hết á. Nhưng mà giải thích vậy để lần sau mình đọc trong kinh mình biết à, cái khám là gì. Tại vì nào mình hiểu theo cái kiểu Việt Nam, khám là cái tù, khám là cái nhà tù. Nhưng mà ở Nhật Bản người ta đã thể hiện cái chữ khám trong kinh Phật bằng cách là ta xàm cái tủ đó để thờ Phật mà không mất tôn nghiêm. Hồi đó Pháp Hòa ở một ngôi chùa đó, mới lập đó, nhỏ lắm, thì lấy cái phòng khách thờ Phật, thì ở trước này là phải ăn cơm, phải sinh hoạt, cho nên ở ngang đây mang một cái tấm màn. Khi nào mà thuyết pháp giảng kinh đại chúng ăn cơm là kéo cái màn lại để che Phật, để mình ngồi ngoài này mình ăn cơm. Nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện rồi mình không có cảm thấy là trước bàn Phật mình không có tôn nghiêm, cho nên lấy cái màn che lại. Thì cái che lại là để mình cảm giác mình có cái sự tôn kính. Thì ở đây cũng như vậy. Thì Pháp Hòa nói là khi mình đọc tới đâu mình hiểu được thì cái ý nó khác. Thì các anh chị đọc kinh cũng vậy, kinh nào cũng có giải thích hết á. Mình cứ đi tìm hiểu những cái nghĩa lý, dù mình chưa 100% mà mình nắm được cái phần cơ bản thì mình tụng kinh đó nó vẫn có cái tác dụng như thường. Ví dụ mà mai mốt các anh chị đi tới các chùa mà Chân Ngôn Tông á, thờ Tỳ Lô Giá Na Phật á, thấy cái tượng Phật đưa ngón tay vậy nè, có không? Rồi cái Phật bên tay phải này bắt cái ấn vậy nè, nói Phật làm gì vậy? Phật bắt cái ấn này ấn gì? À, đây là tượng trưng cho cái xấu, cái tà. Mình lấy cái chánh pháp mình ôm cái tà pháp. Mà hãy ôm được như vậy á, ở đâu mình cũng hội nhập được hết. Tỳ Lô Giá Na, biến nhất thiết xứ, thanh tịnh pháp thân. Không phải ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ tại sao người Việt Nam mình á, cúng ông bà gì, cúng cô hồn, cúng đất đai để dĩa muối gạo? Không có nước nào cúng dĩa muối gạo hết á. Chỉ có người Việt Nam mình cúng dĩa muối gạo lúc mà cúng đất đai, cúng thổ địa, cúng cúng cô hồn để dĩa muối gạo. Không lẽ mình ăn gạo? À đúng đúng. Tại vì sao? Tại người Việt Nam mình á, mình sống bằng nước, bằng gạo, bằng muối. Cho nên mình ăn cái gì mình cúng cái nấy. Đúng không? Hỏi kỳ này dỗ má nấu gì ta? Con trai của tôi nó thích cà ri, con rể tôi nó thích gỏi cuốn, dâu tôi thích canh chua, nấu toàn mấy món mình thích không à. Mệnh danh là cúng dỗ, thiệt sự phần lớn nấu mấy món mình thích không à. Mình ăn cái gì mình cúng đấy. Trên muối gạo không có gì đặc biệt hết á, chẳng qua là một biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam mình quý muối, nước, gạo. Cho nên cúng là phải có nước lọc, phải có muối, phải có gạo. Rồi lấy muối gạo trộn lại rải, biểu tượng cho gì? Sung túc, ấm no. Lấy muối gạo rải ra sân để biểu lộ rằng từ nay về sau khu đất mình ở này ấm no, đầm ấm. Người Tàu á, người ta chôn xong rồi người ta lấy nếp, người ta trộn với men, người ta vắt từng viên, người ta phát cho con cái mỗi đứa một viên. Biết chi không? Nếp mà pha với men thì nó lên cái hương vị ngọt, phải không? Nghĩa là cầu chúc cho con cháu từ nay khắng khít như nếp, ra cái nước ngọt như men vậy. Tại sao lấy đậu rải? Tại vì đậu á, là cái cũng là cái nguồn ngũ cốc của người Việt mình sống nhờ đậu, phải không? Xứ này cũng ăn đậu dữ lắm nè, nhất là đậu đỏ. Cho mình lấy năm thứ đậu mình trộn lại, rải xuống đất thì đậu đó nó xanh.
cầu chúc cho con cháu kể từ nay sanh mầm nảy lộc. Đó là một ý niệm. Cho nên mình làm mà mình hiểu cái tự nhiên mình làm, ai nói mình mê tín nữa không? Cái này là biểu tượng, biểu tượng. Mình không hiểu, mình không giải thích được thì người ta mới nói mình mê tín. Vì mình tính mà không hiểu là mê tín chứ gì nữa. Rõ quá mà. Tính là mình tin mà không hiểu là gọi là mê tín. Còn mình hiểu là chánh tín. Tôi tin điều đó, tôi làm điều đó mà tôi giải thích được điều đó. Có hoài dẫn mấy vị đi Nhật qua chỉ mấy cái ông thần Kim Cang đứng trước cửa. Thằng ông cười nha. Thằng ông mặt nhăn xuống. Hỷ nộ của con người. Nó đứng ngay trước cửa chùa, ngay trong mình nè. Cửa chùa là mình dạy. Cửa lòng của mình, cái lòng, cái cửa chùa của mình nó có hỷ nộ mỗi ngày không? Có. Mà nếu chúng ta đạp được cái đó đó là mấy cái con nằm dưới chân mấy ông thần á. Trời ơi, thần tu gì mà dữ quá, đạp con nít lòi phèo. Mấy cái con quỷ nhỏ nằm dưới dưới đó là tham sân si đó. Mình muốn vô được cửa chùa làm công quả phải đạp cho nó dưới chân Kim Cang á, gửi cho mấy ổng. Cho nên vô, bước vô cửa xá, con xin gửi tham sân si của con cho ngài. Ngài đạp cho nó lòi ruột. Cho nên á, tất cả các vị nhớ rằng á, chư tổ của chúng ta khi mà lập giáo là các ngài đều có ý hết á. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu được cái thâm ý của các ngài, không phải là các ngài không nói mà chúng ta không hỏi. Chúng ta chỉ có làm mà chúng ta không chịu hỏi. Đấy, không hỏi thì làm gì biết được. Chứ phải hỏi. Đa ngộ là mình đa nghi là đa ngộ. Mình nghi ngờ nhiều chừng, tức là nghi này không phải là nghi ngờ mà cái nghi này nghĩa là mình thắc mắc. Không hiểu là mình hỏi. Cho nên người khác người ta nói anh là mê tín là bởi vì anh tin mà không hiểu thì anh đúng là mê. Còn ngày nay chúng ta tin và chúng ta hiểu được thì chúng ta làm mà không mê. Tôi lại cái tượng này nè. Nó tượng xi măng mà lại, tôi dư biết tượng này tượng xi măng. Tại vì tôi bỏ tiền ra làm mà. Tôi bỏ tiền ra, tôi cúng dường vô, không có tiền của tôi đâu có tượng Phật. Vậy thì cái tượng này ngồi trên đó lại hì hụp. Mà trước kia là tôi cúng á. Cái tượng này là một cái biểu tượng để cho cái tâm mình hướng về. Không có chỗ hướng. Có nhiều người, có một bữa nó mấy em nhỏ nó nói, hỏi đặt Pháp Hòa hỏi vậy chứ tại sao mình phải lại cái tượng. Tượng này đâu có ban, đâu có làm cái gì cho mình đâu. Pháp Hòa hỏi vậy tại sao con chào cờ, cắm tấm vải mà tại sao phải chào? Tại vì tấm vải đó biểu tượng cho đất nước, cho dân tộc. Vì con chào cờ được thì con lại Phật được. Mà lại cái này là lại ai? Lại một người biểu tượng. Người đó đã cho mình giáo pháp. Con đi ra đường con gặp những cái tượng mà người ta đã từng có đóng góp cho quốc gia xã hội đó, ta đều tạc tượng ta để hết mà. Mà những người đó đóng góp cho một quốc gia thôi mà ta còn làm tượng, huống chi cái vị này đóng góp cho cả nhân loại. Cho mình lại đâu phải là mình cầu xin gì mà lại đi tri ơn. Và mình lại Phật vậy ai nói gì đâu. Tại mình không biết, ta nói là mình không biết cách trả lời, không giải thích được thì ta nói mình mê thôi. Chứ không hiểu là mê, hiểu rồi là giác. Rồi cái chuyện thí dụ như hôm nào mình á, trước khi mình tụng kinh á, mình ngồi tịnh 15 phút. Tại vì khi mình bắt đầu vô tụng á, là mình mặc áo, mình chuẩn bị, người mình nó còn hơi mệt. Mình hối hả, mình chuẩn bị nó mệt. Trước khi tụng kinh ngồi thiền 15 phút. Ngồi tịnh cái tâm rồi bắt đầu tụng thời kinh. Mà không có ai biểu mình phải tụng tiếng mới kêu linh nha. Tụng 30 phút cũng được, tụng 2 tiếng cũng được, 3 tiếng cũng được, tụng theo khả năng của mình. Tụng theo âm thanh mình có, tụng theo hoàn cảnh gia đình mình. Mình biết gia đình mình không có thể tụng kinh lớn được, mình tụng nhỏ nhỏ thôi. Hôm qua có một sư cô thích mấy cái chuông Nhật lắm. Con đi thỉnh cái chuông.
Cái với thầy hỏi sao cô không thỉnh mỏ, nó không, con nhà con nó Pháp Hòa đùa, nó thôi một mỏ đủ rồi. Mình có cái mỏ đó phối hợp với cái chuông đủ rồi. Có một câu hỏi gửi đến thầy: hôm nay ở đây có rất nhiều bạn trẻ xa nhà quê đi học, vậy thì Đức Phật ngày xưa có để lại di chúc gì cho người trẻ chúng con? Hay quá, câu hỏi rất là hay, nhưng mà xin lỗi em không biết. À, vừa rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài, thì có một cái người đó, người ta đặt một câu hỏi là: bây giờ con phát tâm học Phật và con không biết bắt đầu từ đâu, con không biết đọc sách nào, con không biết tụng kinh nào, con không biết làm sao, mà bây giờ hiện tại đó, con mới có bắt đầu ngồi thiền. Thật ra thưa đại chúng, ngay cái câu cuối đó là đã là câu trả lời rồi đó. Tại vì thiền là gì? Thiền là đủ sự định tĩnh. Anh đủ định tĩnh thì tự nhiên trí anh sáng ra và anh biết anh phải làm gì. Chúng ta thường nói là thân cận. Thân là gì? Sống gần nhau kêu thân chứ gì đâu. Đó, ví dụ như ngồi vậy đó, đó là thân á. Nhưng mà cận nghĩa là gì? Là mình làm theo lời của người đó. Ở sống chung với thầy là thân. Biết nghe lời thầy hướng dẫn cho mình gọi là cận. Ngày nay có thể mình thân Phật mà không cận Phật. Và thưa đại chúng á, thật ra cái mục đích tối hậu của Đức Phật á, là mỗi người chúng ta phải tự giác, chúng ta phải tự thắp đuốc lên để mà chúng ta đi trên con đường của mình. Tại vì ai có thắp giùm cho mình đi nữa cũng là một tạm thời thôi, chứ không thể nào người đó cả đời thắp đèn cho mình đi được. Cái bài hát mà em tan trường về á, rồi sao nữa, vì trời mưa nho nhỏ gì đó, anh chỉ che dù khi có mưa thôi chứ hết mưa anh phải cất dù chứ, rảnh đầu che hoài vậy. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật cũng chỉ là người khai, nhớ không, trong kinh Pháp Hoa đó, Phật là người khai, thị là chỉ cho chúng ta nhận được cái đó gọi là ngộ. Còn cái chuyện nhập Phật tri kiến là chuyện của mình. Đức chư Phật ra đời làm bốn việc: khai, thị, ngộ, nhập là nói gọn đó. Còn nói cho đủ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là sự sáng suốt, sự tỉnh thức, sự tu tập. Phật chỉ cho mình thấy, Phật khai cho mình mở cửa ra, chỉ đó. Ví dụ mở cửa chùa ra chỉ, đây là Phật Thích Ca, đây là tượng Phật gì, chỉ. Khai, thị, để cho mình hiểu cái đó, mình nhận ra cái đó. Còn giờ có chịu vô lại hay không, đó là miệng mình, chứ không ai dìm cái người mình xuống để bắt mình lại được. Cho nên Đức Phật di chúc lại, người trẻ là gì? Chưa hiểu đạo, chưa tu, chưa sống thảnh thơi là vẫn già khằn. Một người 70-80 tuổi mà tỉnh ngộ mà tu, người đó vẫn trẻ. Tại vì tu rồi vượt thoát mọi dính mắc, tâm tư mình đâu có sầu lo buồn khổ, thì người già vẫn trẻ. Còn ngược lại, người rất trẻ nhưng mà u sầu rũ rượi, chấp trước đủ thứ là người già. Cho nên trẻ già không phải ở hình tướng nữa, mà ở cái gì? Ở tâm thức. Thì có nhiều người tâm thân tướng rất là già mà tâm hồn thì rất là trẻ. Cho nên già trẻ không thể căn cứ ở trên cái thân được. Và có nhiều người rất là trẻ, nhìn rất là trẻ, nhưng mà cái đầu, cái suy nghĩ rất là già, rất là cục bộ. Nhiều người già nhưng mà phóng khoáng. Phóng khoáng trong cái phóng túng nha. Người tu của mình là phóng khoáng, tức là cởi mở, nhưng mà không có mất mình. Mình tự tin mà không có tự tôn. Tự tin là mình có khả năng làm điều đó, nhưng mà không có tự tôn vinh mình lên.
Mình tự tin mà không tự tôn, mình phóng khoáng mà không phóng túng. Cho nên Đức Phật á, chỉ để lại câu là hãy tự mỗi người thắp đuốc lên mà đi. Đó là cái di chúc của Đức Phật. Có một hôm á, ngày Mục Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất mất rồi, cái chiều hôm đó là ngày rằm tập hợp đại chúng để tụng giới. Và Đức Phật nhìn xuống đại chúng, Đức Phật nói: tôi nhìn thấy hôm nay đại chúng có một khoảng trống rất là lớn. Đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới vừa nhập, mới là mất. Tôi đây cũng sẽ mất. Thưa đại chúng, người đời có hai thứ để cầu. Một là tiền của, hai là giáo pháp. Như Lai là người không còn tìm kiếm gì nữa. Này các thầy phải nên nương tựa vào hải đảo tự thân. Các thầy hãy nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Và câu cuối của Đức Phật nói thì các vị hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy thì di chúc cuối cùng của Đức Phật, mình là người được thầy dẫn dắt, nhưng mà mình phải tự đi, chứ còn không ai đi giùm mình. Có một ông thầy đi với sư phụ, đi chập ông mỏi chân của ông đòi đi về. Nói: sư phụ ơi, con mỏi chân quá. Sư phụ nói: con ơi con, thầy có ăn giùm được con không? Nói: dạ không. Thầy không uống giùm được con, thầy không ăn giùm được con. Bây giờ con làm giùm thầy một chuyện được không? Dạ được. Mỗi ngày con đi một bước thôi. Tự con mỗi ngày con đi một bước. Ồ dạ, một bước con đi được. Mỗi ngày đi một bước. Đi 10 năm cũng tới, dù mỗi ngày chỉ một bước. Vậy rốt cuộc người thầy muốn nói với người đệ tử gì? Con phải tự cất cái bước chân con đi, chứ thầy không thể nào làm gì cho con được. Thì cái di chúc của Đức Phật là cho chúng ta, chứ không phải riêng cho người trẻ đấy. Các anh chị qua đây nè, có thể xa cha xa mẹ nè, xa những bậc trưởng thượng của mình nè, nhưng mà các anh chị phải tự thắp đuốc lên mà sống mới có được ngày nay. Chứ còn nếu mà các anh chị mà tắt cái ngọn đuốc đó rồi thì chắc giờ cũng từ tối, từ sáng ra tối rồi đó. Còn không là từ tối đi vào tối nữa, chứ không thể nào là người từ tối đi vào sáng được. Phải không? Phật nói là bốn hạng người trong thế gian nè. Có người từ tối đi vào đi ra sáng, có người từ sáng đi vào tối, có người từ sáng ra sáng, và có người cũng từ tối đi vào tối. Vậy thì chúng ta đã từng làm người đó. Chúng ta đã làm theo di chúc của Đức Phật. Làm theo di chúc của Đức Phật là chúng ta không biến mình thành cái vỏ cây, mà chúng ta phải là cái lõi cây. Vì cái vỏ cây nó có thể nó lột ra, nhưng cái bên trong á, cái lõi đó chính là cái cốt yếu giữ cái cây nó sống. Kính bạch sư thầy, con có một câu hỏi được cung kính cung thỉnh. Con thấy tâm luôn bất an, lo lắng, không biết làm thế nào. Kính bạch sư thầy giảng cho con. Ai mà không bất an? Thân thể này cũng có bữa bất an thì tâm này nó cũng bất an là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là khi nào bất an, chúng ta biết chúng ta bất an, cái đó mới quan trọng. Có thân là phải có bệnh, đó là chuyện bình thường. Có tâm thì tâm nó cũng phải thay đổi, bởi vì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái không bình thường của chúng ta là bệnh, không biết mình bệnh. Thì cho nên mình mới rong ruổi suốt đời, luân hồi suốt kiếp là vậy. Chứ có một vị mới hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi thiền để làm gì? Nó: tôi đâu có làm gì, tôi chăn trâu. Tại vì cái tâm mình là một con trâu, mình là chú một đồng, phải chăn cái tâm đó. Khi tâm mình bất an, biết tâm mình bất an, biết bất an để làm gì? Để mình chữa trị, để mình tìm chỗ. Hồi sáng này có một vị mới hỏi Pháp Hòa: bây giờ con đang rất là bất an. Thì Pháp Hòa mới nói mình càng lăn xăng thì càng bất an hơn. Giống như người mà bị mất cái chìa khóa, mình lăn xăng đi kiếm là càng không nhớ ở đâu. Bây giờ đi tìm một chỗ ngồi yên, nhớ coi từ giai đoạn, từ giai đoạn. Hôm thứ năm vừa rồi có một anh Phật tử lên gặp Pháp Hòa: cảm ơn, con chỉ muốn xin cảm ơn thầy là nhờ thầy mà con không bị mất một cái bóp. Trong đó có tiền, có giấy tờ của con. Là tại vì á, khi con mất cái bóp đó con rất là hoảng.
Và con nhớ lời thầy nhắc là khi mình mất đồ, mình hãy ngồi yên lại, mình định hồn mình lại, có mình nhớ từng giai đoạn mình đi vào chỗ đó như thế nào, mình đi ngã nào, mình quẹo như thế nào, mình sẽ tìm. Và con đã ngồi định hồn con lại, con nhớ con đậu xe như vậy, con để cái bóp đó như vậy, và có một người bên cạnh con vậy. Con đi, con báo cho cảnh sát biết. Con kể hết một quá trình như vậy, và cảnh sát đã tới cái tiệm đó, ngồi đó chờ cái người mà đậu chiếc xe đạp kế bên con. Thì thật tình là đúng như vậy. Khi đứa nhỏ, khi mà cái cặp đó đi ra đó, thì mới biết là khi mà ẩm đứa nhỏ đó đã vô, đứa con của người đó đã vô tình bóc cái bóp của cái chú này đi shop, đi vô trong chợ mà cha mẹ không hay. Nhưng mà nếu như hồi nãy đó mà không ngồi yên như vậy, không ôn lại cái quá trình là sẽ la hoảng lên là mất bóp. Còn mình nhớ lại từ đầu mình đã vô đây như thế nào thì biết, ô tôi nhớ rồi, lúc tôi xuống xe tôi đậu, tôi để cái bóp trong cái rổ đó, trong cái đó, thì bên cạnh tôi có một người đậu kế bên và ẵm một đứa nhỏ, thì chờ cái người đó ra. Thì đúng y, thì khi đó ra rồi, người đó mới biết rằng con của mình đã sơ ý bóc cái bóp của cái người kia. Pháp Hòa cũng đâu hay gì đâu, đọc kinh nhớ thôi. Tại vì trong kinh có kể câu chuyện có một ông thái tử, vì vợ ông mất một cái hột xoàn ở dưới bùn, ở dưới dòng sông, thì lính nhào xuống hồ đó bươi móc lên để tìm. Trời đất ơi, sình bùn như vậy mà bươi kiểu đó thì kiếm cái gì nổi. Thì cái vị đó kêu lính lên hết, tất cả mọi anh lính lên ngồi yên hết để cho bùn nó lóng xuống. Khi bùn nó lóng xuống thì cái nước nó trong trở lại, thì viên kim cương nó lấp lánh ở dưới đó thì mình tìm ra. Chúng ta cũng vậy. Khi cuộc sống chúng ta bất an, chúng ta càng vung vẩy thì cái chuyện này nó càng tè le ra. Bây giờ chúng ta phải ngồi yên để chúng ta định hình, và chúng ta biết rằng mình đang cần cái gì, mình đang muốn cái gì. Cho nên hai vợ chồng mà cứ gây hoài đó, rồi có đổ thừa, tại bà chọc tôi, rồi bà nói tại ông. Nhưng mà bây giờ ngồi lại hết, hai người ngồi lại định tĩnh lại, mình có thật sự muốn gia đình mình hạnh phúc không? Mình thật sự mình đang cần một cái mái gia đình không? Nếu mà mình cần cái mái gia đình này thì mỗi người chúng ta phải làm gì? Và hôm nào mình đi về đó, mình thấy một bãi rác ở trong nhà mình đó, mình đứng mình không biết bắt đầu từ đâu. Đừng có nhìn cái tổng quát vậy, nó làm mình ngán lắm. Chú trọng vô gốc trước đi. Dọn sạch cái gốc đó, tự nhiên nó có năng lực, nó đẩy mình đi tiếp tục dọn ghép nữa, dọn gốc tiếp. Chỗ đó nó sạch rồi, mình dời những cái kia qua, dọn từng phần vậy mà nó hết. Cái này gọi là phần giác nè, giác từng phần ha. Đến khi nào mà mình nó sạch sẽ hết là toàn giác. Cách sống của mình là vậy thôi. Đức Phật tu cũng thế thôi. Đức Phật cũng đã từng tu khổ hạnh nha. Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, Đức Phật cũng đã từng sống trong cung vàng điện ngọc và có một đời sống hưởng thụ. Nhưng mà sau đó Ngài nhận ra từ cái hưởng thụ này chúng ta không có gì hết. Cho nên những gì mà Đức Phật nói đó, Đức Phật nói từ cái kinh nghiệm của Ngài, chứ không phải từ những cái lý thuyết. Tôi đã từng trải qua những kiếp làm con này con kia, tôi đã từng trải qua làm những người như thế này thế nọ, cho nên tôi kinh nghiệm cái điều đó. Cho đại chúng, cái chuyện tâm bất an là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cái quan trọng là chúng ta có biết mình đang bất an không, và chúng ta đi tìm những cái nơi chốn yên tĩnh. Ví dụ như bữa nào mình buồn hay thích đi chùa. Tại sao? Lên chùa không gian yên tĩnh, kiếm góc ngồi đó, tự nhiên tâm mình lắng xuống. Và khi lắng xuống rồi thì dù chưa hết nhưng mà bắt đầu yên rồi đó. Hôm nào cho anh chị nghe lại cái bài Biết Lo, thì trong đó có chia sẻ: con biết con là người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng sau khi mất thì mình sẽ như thế nào? cũng cảm ơn câu hỏi rất là thành thật, nhưng mà em cũng thành thật trả lời là em chưa biết. Thưa các anh chị, là có một vị nói như thế này nè:
ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Nhiều khi mình khóc á, trong đó mình khóc cho thân phận con người mình. Có nhiều khi mình thấy người ta, ta khổ sao giống mình khóc mà không phải mình khóc tội nghiệp người ta. Không chơi ai biết không? Sao giống tôi quá. Là mình khóc cho mình á, đồng cảm quá khóc. Nhưng mà không phải mình tội nghiệp người ta, chút xíu thôi, người ta là cái gợi cảm cho mình khóc. Còn mình khóc suốt mướt giờ họ khóc gì? Tôi khổ quá. Tôi thương nhỏ này giống tôi. Thưa đại chúng, là cái chuyện sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Khi chúng ta hiểu được cái sanh lão bệnh tử thì chúng ta cũng vẫn sanh lão bệnh tử, nhưng mà không phải sanh tử bì lao. Bì lao là gì? Khổ sở. Còn cái người mà hiểu được sanh tử là đến đi thông dong. Bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn trong cái đoàn hành hương á, hàng 6 trở lên nhiều lắm. Có những vị hàng 7, hàng 8. Nhưng mà các vị vẫn đi được thì sao biết không? Hạnh phúc rồi. Cho nên các vị vẫn đi chậm hơn người ta, nhưng mà đi tới đâu cũng tới hết á. Ngày hôm qua đi chùa Đông Đại xong rồi ra là tối hù rồi. Ai cũng lo lên xe mà đi quá chừng, đi một khoảng thiệt là xa mới ra tới bãi đậu xe. Tới hồi lên cái ai cũng lo đi. Mà thường ngày là cái anh ảnh kiểm soát á, ảnh kiểm lên kiểm sao bữa đó gấp sao cái anh đi ra anh không kiểm. Cái mấy cô nói không được à, phải kiểm lại nha. Kiểm lại phát hiện trong xe thiếu 3 người. Rồi phải đi đậu lại đi kiếm quá trời quá đất. Mà phải công nhận gừng càng già càng cay. Biết tại sao không? Biết mình đi lạc không đi đâu hết, đứng yên chỗ chờ. Hay không? Ai nói già không thông minh. Và cái đó là đúng như vậy. Mình đi lạc là mình phải đứng yên để cho người ta đấy. Thì kể lại câu chuyện khác. Thì cũng cái anh tour guide đó, anh mới dẫn một ông bác đi vô nhà vệ sinh. Anh mới dặn bác á, bác đi lạc ở đâu bác đứng yên tại chỗ, bác đừng có đi đâu hết, bác chờ con nghe không. Anh này đi kiếm nguyên một ngày trời, tới chiều tối đi vô trong toilet gặp ổng trọng á. Ảnh thấy được bác mà ảnh khóc ra nước mắt là gì? Ảnh là cái người chịu trách nhiệm đi kiếm bác, dẫn bác đi chơi mà mất bác. Ảnh khóc, ảnh vừa mừng vừa tức. Bác đi đâu cho con kiếm, bác muốn chết. Thì chú dặn tôi lạc đâu đứng đó. Tôi lạc trong toilet thì tôi đứng trong toilet chứ đứng đâu. Tại đó cái người, cái chúng ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết phải không? Nhưng mà cái người ta hiểu ta sống thoải mái lắm. Ở xứ Mỹ, xứ Canada đó, người già được hưởng rất nhiều những cái ưu đãi của chính phủ. Chính phủ sẽ lo cho họ rất là nhiều, từ chỗ ở cho tới người chăm sóc. Cho nên những người già của nước Mỹ, Canada sống rất là thoải mái lúc về già. Nếu họ chấp nhận. Họ không chấp nhận thì họ khổ, họ khóc, họ buồn, họ tủi đủ kiểu hết. Nhưng mà người già của Mỹ họ rất hạnh phúc. Tại sao? Vì họ nghĩ rằng khi họ còn trẻ họ lo cho con họ lớn rồi họ đi làm, bây giờ họ có tiền, họ đóng góp trả thuế rồi đó, thì bây giờ đây là đến lúc chính phủ nuôi lại họ. Ăn ngày sáu cử, 3 bữa ăn chính, 3 bữa ăn phụ. Nhận một người vô trong tù nhà già là cái bệnh, cái nhà già đó phải nhận một cái sắp hồ sơ bệnh lý của người đó. Phải chia ra điều độ cái lượng đường, lượng muối của họ ăn mỗi ngày để chắc chắn rằng họ ăn có sức khỏe. Thậm chí nấu ăn cho họ xong phải múc mọi thứ một miếng lại cất trong tủ lạnh ghi ngày nấu. Nếu họ có bệnh, tất cả thức ăn phải mang ra thử nghiệm. Coi có phải họ bệnh do thức ăn này không. Thuốc men của họ, y tá giữ hết. Mỗi ngày phải lo thuốc men cho họ. Thậm chí có những người già ở một mình, chính phủ phải cho người tới mỗi ngày nói chuyện với họ, đọc báo cho họ nghe, đẩy họ ra phơi nắng để make sure, để chắc chắn rằng người già không bị cô đơn. Cho nên họ vẫn già phải không? Họ đâu có khổ. Thế họ chấp nhận tuổi già.
Và ở bển là tuổi già 65 tuổi, đủ tuổi già có đi làm, có đóng góp là được hưởng. Cho nên một là già để ăn tiền già, hai là trẻ để đi làm còn háp háp cũng khổ lắm. Đi làm thì không ai mướn mà tiền già được chưa được hưởng. Thì thưa đại chúng, và kể như vậy để Pháp Hòa muốn nói rằng cái gì gọi là tự tại. Vì mình không chấp nhận thì mình cũng khổ giống vậy đó. Vậy nhiều khi giờ con cái mình á thương mình nhưng mà không có thể chăm sóc, thì đưa mình vô những cái chỗ già, không phải là người ta bất hiếu, nhưng mà vì người ta đuối quá, người ta không còn sức người ta lo, mà đưa vô trong đó có người chăm sóc, rồi mỗi ngày con cái vô thăm. Nếu mình thông cảm được thì cả hai cùng hạnh phúc. Còn mình không thông cảm thì con nó cũng khổ, bị người khác, chính cha mẹ ruột cũng nói, thì lấy gì họ không khổ. Mà mình ở trong đó mình cũng trách móc con cái, thì nữa mình ở mà mình không vui. Đây, nếu mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi du lịch của mỗi nước, thì ở mỗi nước nó có cái ăn uống, cái thời tiết khác nhau hết. Mình chấp nhận được thì mình đi thoải mái hạnh phúc, còn không thì mình không thoải mái không vui. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là, nhưng sau khi mất đi mình như thế nào, như thế nào là tùy theo nghiệp của chúng ta, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta thường gọi là đi đầu thai đó, phải không? Phật giáo không có xài, không có dùng chữ đầu thai. Phật giáo dùng chữ tái sinh. Tái là gì? Là trở lại, trở lại một cuộc sống này, và tùy theo cái nghiệp của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ, hồi đó mình ở quê của mình nghèo lắm, bây giờ mình lọt qua nước Nhật mình sống khỏe hơn, tái sinh chưa? Tái sinh rồi, cuộc sống mình tái sinh rồi, khỏe hơn rồi. Nhưng mà rồi mình ở đây mình được sung sướng, mình không lo, mình không lo đi làm kiếm tiền sống, mình ăn chơi, mình làm những cái điều sai quấy, mình cũng sẽ tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở đâu? Khổ hơn, gọi là đọa. Chữ đọa là rớt xuống, hiểu không? Chữ đọa là rớt xuống, mà chữ vãng sanh hay chữ thăng là mình đi lên. Cho nên cái ông mà ông cười đó, ông cười cái ông cười cái ông đưa tay như vậy nè. Ai mà hạnh phúc thoải mái đi lên, còn ai mà rầu rĩ đưa cái tay em xuống. Cho mình thắp cây nhang, mình cũng tự ngẩn được một bài pháp. Nếu mà tâm con nhẹ nhàng là sẽ như khói bay lên, mà tâm con nặng nề thì như tro rớt xuống. Mình muốn là làm cái gì? Cũng cùng một cây nhang, nhưng mình là tro hay mình là khói? Cũng cùng là một sống này, cũng ăn cũng thở như bao nhiêu người. Ngồi đây hồi trưa này ăn như bao nhiêu người, mà người ăn hạnh phúc, người ăn nhăn mặt. Người ăn hạnh phúc im lặng thưởng thức, còn người không hạnh phúc trời ơi khổ quá, ăn không cho nói. Thì bây giờ quý vị thấy không, cũng làm rồi đấy, đấy cũng một tiếng chuông vang ra, một tiếng chuông vang ra mà cái người ta thích nghe chuông, ta nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an, miệng mỉm cười. Nghe chuông chuông chùa ngân rã, mười phương mộng cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Còn người mà không thích nghe thấy chuông chùa nghe chát, buồn thê thảm. Thí dụ vậy. Cho nên á, tái sinh là gì? Là tùy cái nghiệp lực của chúng ta. Ai rồi cũng phải trải qua bốn tướng, hễ là con người là phải trải qua bốn tướng: già, bệnh, chết. Và già, bệnh, chết này nó nằm trong kiếp sống của chúng ta, gọi là sống, gọi là sanh á. Chữ sanh này không phải là sanh ra, mà sanh này là sự sống. Sự sống này có già, có bệnh, có chết. Người mà người ta hiểu được đạo lý á, thì chết không sợ, không già. Chết không sợ, không phiền, không sợ chết. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết là chết như những người đang chết. Chết là chết mà không có hết. Đâu có hết đâu. Nhiều người ta quan niệm là chết là hết, không. Chết là chết mà không có hết.
Chết là đi, nào có biệt ly. Chết là đi chứ đâu có biệt ly. Người thân mình vẫn nhớ mình, hình ảnh mình vẫn còn, những gì mình làm vẫn còn, thì chết là đi mà đâu có biệt ly. Mình đi về cõi Di Đà mà chết là chết và không hề sợ chết. Còn nếu mà sống thì chúng ta phải sống như thế nào? Sống không giận, không buồn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Chống hiên ngang, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà khi nào mà tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến thì đó là bản chất của hai chữ Như Lai. Như là bất động, lai là mọi việc cứ đến đi. Sáng nay em đến, lát chiều em đi. Em đi rồi mai em lại đến. Rồi thứ ba này em đi về, các anh chị ở lại. Phải không? Rồi cũng có ngày em sẽ qua. Tại em không có hẹn em qua mà em qua. Còn nhiều khi em hẹn em qua mà em không qua. Cái chuyện mình đến đi là như vậy. Cho nên tại sao gọi là Như Lai? Mình đến như thế nào, mình đi như thế đó gọi là Như Lai. Trên hình tướng, Đức Phật của chúng ta đến như con người và Ngài đi như con người gọi là Như Lai. Còn cuộc đời này mọi việc nó xảy ra mỗi ngày. Quý vị thấy nè, ở đây động đất nè, sóng thần nè, là Lai chứ gì nữa. Nhưng mà có ai dọn nhà đi không? Vẫn ở yên chỗ thôi. Động thì động, sống thì sống. Sống thần chứ đâu phải là thần sống. Cho nên sống nào cũng là thần đó. Nhưng mà cái cơn sống đó lâu lâu nó xảy ra ngày. Còn hàng ngày trong nhà mình sống mỗi bữa. Sống gió mỗi ngày. Cái sống đó đáng sợ lắm. Tại vì cái sống đó làm cho con người khổ triền miên, khổ mỗi ngày. Động đất, chuyện đó là thiên tai. Nhưng mà động tâm, động lòng mình mỗi ngày, tâm mình động mỗi ngày cũng nguy hiểm lắm. Và mình có cơ hội mình quán chiếu. Chứ các anh chị thấy ở đây người Nhật á, không sợ động đất, chỉ sợ sóng thần với lửa. À, xin thầy giải thích giùm con ý nghĩa tụng chú Đại Bi, tụng kinh tại gia đều cầu bình an sức khỏe, thì tụng kinh gì thích hợp? Tụng kinh gì cho cầu an biết không? Muốn biết không? Tụng kinh không có gây. Tụng kinh nhường nhịn. Thưa đại chúng á, tại sao chư tổ của chúng ta lập một thời kinh là tụng Đại Bi bắt đầu vào thời kinh mà kết thời kinh tụng Bát Nhã? Tại sao chư tổ chúng ta bắt đầu thời kinh bằng ba câu chí tâm đảnh lễ mà lại kết thời kinh bằng tự quy y? Bây giờ câu trả lời này là câu cuối ha. Mình đi nghỉ xong cái ngày mai mình trả lời cái này. Tại mai chiều Pháp Hòa ở đây nữa mà. Khi chúng ta bắt đầu vào thời kinh á, chúng ta đảnh lễ nè. Nam mô tận hư không biến pháp giới chứ không. Rồi Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Khi bắt đầu chúng ta đến với Phật bằng hình tướng, bằng Phật bên ngoài. Phải không? Rõ ràng đảnh lễ Phật bên ngoài không à? Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát vậy đó. Khi chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta bến bằng cái tướng trước. Chúng ta nương cái hình tướng, nương cái thế gian trụ trì tam bảo. Sau đó chúng ta đi sâu vào đạo rồi, cuối cùng chúng ta hiểu ra rồi, thì chúng ta trở về với ai? Phật ở nơi mình, Pháp ở nơi mình, Tăng ở nơi mình. Cho nên cuối thời kinh tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhớ không? À, như vậy rõ ràng chư tổ muốn nhắc chúng ta, chư tổ muốn nói với chúng ta rằng á, chúng ta là người phát tâm tu học. Ngay từ đầu mình đến Phật bằng cái đó, bằng con đường từ tướng đi vào tánh, từ sự đi vào lý. Phải không? Thật sự ra thưa anh chị là
Các anh chị đâu cần phải mời Pháp Hòa qua đây để nghe bài này rồi các anh chị ngộ đạo đâu. Nếu muốn tu nghe trên mạng cũng được nữa, nghe trên YouTube cũng được nữa, thấy không? Nhưng mà hát live nó vẫn hay hơn. Có phải vậy không? Còn nếu mà thích chụp hình phải không, Photoshop mấy hồi, nhưng mà đứng cạnh bên chụp hình rờ rẫm thì nhịn dở thì xương thịt. Thì cái đó là cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Trí Văn Thù, tất cả cái đó là gì? Thế gian trụ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rồi từ đó là chúng ta nương ở đó, chúng ta đi lần vào bên trong. Phật tự tâm, Pháp tự tâm, Tăng tự tâm, cho nên cuối thời kinh Tam Tự Quy Y. Cũng như thế, đạo Phật luôn luôn nói tới từ bi, phải không? Nếu mà mình việc làm nào của chúng ta không có từ bi thì việc làm đó chưa trọn. Ví dụ mẹ nấu cơm cho con ăn mà mẹ không nấu bằng tình thương, mà mẹ nấu cái thằng quỷ nó đi về nó báo tôi thì cũng đem ra chén cơm vậy, nhưng mà đứa con nó ăn nó ngọt ngạt lắm, tại vì biết sao, nè ăn đi rồi báo tao. Nhưng mà nếu mẹ mà nấu cho con bằng một cái chén cơm lòng tình thương, chén cơm nó khác chứ. Một người mẹ tán đứa con một bạt tai, hàng xóm tán của đứa nhỏ đó cũng bạt tai, mà cái bạt tai của người mẹ và bạt tai của hàng xóm, hai cái tình nó khác. Người mẹ tán đứa con bạt tai vì nó hổ muốn dạy nó, nhưng mà sau đó rồi thương lại. Còn hàng xóm mà tán nó bạt tai, tao đánh cho mày chết. Rồi từ đó về sau hai bên không nhìn nhau, cái hậu quả của sao bạt tai là khác à. Thật ra cũng một đồng một cái hành động đó, nhưng mà hai cái tâm nó khác không. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên mình muốn làm việc gì mình phải thâm nhập được cái đạo lý từ bi. Từ bi mình mà có tình thương rồi á, mình làm hết tất cả việc. Quý vị không có thương Pháp Hòa, quý vị đâu có đi mấy tiếng đồng hồ tới đây. Quý vị không thương Pháp Hòa, quý vị đâu có chịu ngồi đây từ sáng tới giờ. Nãy giờ đau muốn chết mà không dám nhúc nhích. Lâu lâu tréo chân. Ví dụ mà nãy giờ buồn ngủ muốn chết mà ráng nhướng mắt lên nhìn ổng. Ví dụ vậy. Cho nên nó có thể hiện cái tình thương trong đó. Cho nên mình muốn làm được việc đó mà có cái tình thương rồi là nó vô những cái ngăn ngại. Cho nên mở đầu là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Đại bi tâm mà có rồi là vô ngại trùm khắp hết. Còn Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Bát Nhã là trí tuệ, phải không? Bát Nhã là trí tuệ. Nếu nói theo nghĩa đơn giản là đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ. Nếu mình tụng Tâm Kinh và Bát Nhã là tụng hai cái đạo lý căn bản nhất của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Còn nếu nói theo sự thực hành là mới đầu là mình thương, xong rồi tìm hiểu càng thương, thương càng sâu, hiểu càng nhiều. Quý vị biết cái bài đó không? Anh em ta từ bốn phương trời đó, không phân biệt màu da chủng tộc, cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu càng sâu thương càng nhiều, hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Cho nên mình hiểu người đó, nhưng mà trước hết là phải thương. Ví dụ mình gặp cái người đó mình thương, hiểu không? Không có hiểu nhưng mà thương cái đã. Thương cái miệng dễ thương, thương cặp mắt, thương nụ cười, thương tướng đi, thương lời nói, thương cái tướng rồi đó. Rồi bắt đầu tìm hiểu nha, cho anh xin số phone. Rồi phone mời uống cà phê, đi uống nước gì đó, rồi tìm hiểu nhau. Thường thường ta hay dùng cái từ mình tìm hiểu nhau. Hiểu nhau rồi mình cảm thấy là mình hợp với người đó, rồi bắt đầu tình thương mình mỗi ngày mỗi lớn lên và đi đến hôn nhân, đi đến kết thân. Chợ Pháp Hòa làm đám cưới cho mấy đứa nhỏ, mấy cậu em nhỏ nhỏ và hỏi con có thương nhau không? Trố mắt nó dạ thương chứ. Nhưng mà hỏi ngược lại, hiểu nhau không? Ồ ồ.
Thưa thầy, con thương thì có mà hiểu thì có, nhưng mà chưa nhiều. Thầy, bây giờ tụi con bắt đầu cuộc sống của hiểu nè. Khi kết làm vợ làm chồng rồi sẽ mỗi ngày sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mới đầu gặp nhau ai cũng giấu rác dữ lắm, giấu dữ lắm, bắt đầu về nhà thùng rác bắt đầu nó mới xì hơi. Mà khi mà nó ra rồi bắt đầu mình mới phát giác, trời ơi. Đừng có trời ơi gì nữa. Ai biểu cầu hôn chi mà không chịu liệu hồn. Thì bây giờ có hết hồn thì cũng chuyện đã xong rồi. Ăn năn thì sự đã rồi. Minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Nói theo cụ Nguyễn Du là trót vì tai đã nhúng chàm. Dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Cho nên á, tụng đại bi là tình thương, tụng bát nhã là hiểu biết. Đó là mình nói theo cái đạo lý bình thường nha. Đó là từ bi trí tuệ. Còn nếu mà đứng trên phương diện bát nhã mà nói đó, bát nhã là trí tuệ vượt mọi các pháp, vượt tất cả các pháp, các tướng trên thế gian này. Vậy thì khi chúng ta hiểu được có trí tuệ bát nhã rồi đó, thì tất cả mọi hiện tượng thế gian này chúng ta vượt được hết. Vì chúng ta biết rõ bản chất của các pháp là gì, chỉ là duyên sinh tạm có. Mà đã là duyên sinh tạm có thì không có gì thật có đâu mà ở đó khổ với đau. Mình hôm nay mình gặp nhau đây là duyên sinh nè. Pháp Hòa có qua mấy vị mới có tới. Thầy trụ trì là tạo duyên kết nối. Nhưng mà nếu Pháp Hòa không qua thì mình không gặp. Vậy thì mình gặp giờ hôm nay là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, hết giờ rồi. Thì trở lại, thì quý vị sẽ thấy rằng á, khi mà chúng ta có được cái trí tuệ quán chiếu thâm sâu, tất cả các pháp chỉ là tạm có thôi, thì pháp nào có chúng ta nhận, nhưng mà biết cái nào nó tan chúng ta biết, chỉ là duyên sinh. Ví dụ như đây, ông Phật này ông đâu tự bay vô đóng ngồi đâu. Mình muốn làm cho ngài đẹp lên, cái mình làm bình hoa, cái bây giờ ít hoa quá để ông vô cho nó trống chỗ. Và thành tâm, đây là duyên sinh nè. Duyên sinh là tạm có, hoa nè nó héo, thỉnh ngài lên bàn thờ lại. Chứ cái người mà có bát nhã, ta nhìn rồi ta không chấp gì hết, để vậy cũng được, để ngoài cũng được, không sao hết. Cho nên á, thí dụ như mình tụng trong, bây giờ quý vị làm tất cả việc làm cho chúng sanh, mà nếu mình không có cái trí bát nhã đó nghe, mình khổ dữ lắm. Tại vì họ làm mà mình không, họ không nhớ ơn mình cái mình buồn. Còn nếu mình có trí bát nhã rồi á, tôi làm là tại vì đúng lúc anh cần, và đúng lúc tôi có khả năng giúp, xong. Chứ nếu mà mai mốt tôi muốn làm mà anh không cần giúp thì tôi giúp ai? Mày thậm chí bây giờ anh cần giúp mà tôi không khả năng thì tôi giúp cái gì? Cho nên cái duyên của chúng ta là anh cần đúng cái việc mà tôi có khả năng giúp, xong. Hiểu được như vậy, cái trí bát nhã mình nó trùm các pháp mình làm, mà không pháp nào làm mình khổ. Mà hiểu được như vậy rồi đó, là thậm chí lỡ mình dính mắt, mình nói tôi giúp nó mà nó không nhớ ơn tôi, thì mình sẽ đọc Bát Nhã Tâm Kinh là không có tăng, không có giảm, không có sắc thanh hương, các pháp chỉ là duyên sinh tạm có, không trước không sau, không phải không trái, không một không hai, các pháp là bản thể nó là như vậy. Hiểu được như vậy á, vãng sanh không? Hồi nãy khổ quá trời, bây giờ hiểu ra rồi hết khổ, liền tới bài chú vãng sanh. Bát Nhã Tâm Kinh rồi tới chú vãng sanh. Mà chú không vãng sanh thì thím sẽ vãng sanh. Cho nên khi mà mình hiểu được cái, mình nhìn vô cái bài kinh, mình thấy được thâm ý của chư tổ rồi, chỉ chắp tay bái phục mà hành trì. Chắp tay bái phục mà hành trì, mà mình thấy rằng á, cái trí tuệ của các ngài trùm hết, sắp xếp hết cho mình rồi. Cũng giống như cha mẹ mình hồi nhỏ sắp xếp cho mình công ăn việc làm, đời sống của mình vậy. Cha mẹ sắp xếp hết cho mình. Nhiều khi cha mẹ để dành dụm cho mình, để đủ một khoản tiền để mình lo một cái giấy visa để mình đi ra nước ngoài mình làm việc. Nhiều khi cha mẹ phải đi mượn đủ thứ tiền hết để mình đóng đủ cho người ta, để người ta giúp cho mình lo giấy tờ để mình đi, vân vân. Thì cha mẹ sắp xếp công việc đó cho mình. Ngày nay mình được như vậy là nhờ cái sự sắp xếp của cha mẹ.
biết rằng cũng là sống thôi, nhưng mà cha mẹ luôn luôn tìm cho mình một sự sống tốt. Chư tổ cũng vậy, buông ra thì mình đâu biết làm gì đâu. Cho nên các ngài chịu khó soạn cho mình thành những nghi thức tụng niệm. Mình tụng á là mình phát âm ra, niệm là mình thầm, mình nhớ, nhớ mới tụng. Mà bây giờ muốn nhớ muốn tụng hay là tụng để nhớ thì chúng ta phải tạm thời có một hình thức, cho nên tạo ra cái nghi thức gọi là nghi thức tụng niệm. Cái hình thức như thế nào, vô làm sao, ra làm sao, kết thúc làm sao, vân vân, để chúng ta nương vào cái đó. Mà khi chúng ta thâm nhập được cái đó rồi, chúng ta gia giảm tùy duyên, gia giảm tùy duyên, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh. Thí dụ như mình hẹn sáng hôm nay 10 giờ giảng phải không? Vậy mà em thể hiện tinh thần người Việt đi trễ một tiếng thì là 11 giờ rồi. Mà nếu mà từ ở đó mà đi thẳng vô đây giảng đâu được, phải đi qua phòng khách làm cái chuyện giao lưu, rồi cũng phải lễ mễ đi ra. Mà vô quý cha mấy anh còn vô nói dạ thưa thầy cho con tát bạch, nó khỏi tát, khỏi bạch giờ lo mà tát lẹ đi 11 giờ rồi. Khỏi bạch cứ lo mà tát. Nhưng mà lên nói cũng phải nhìn đồng hồ chứ đâu phải nhắm mắt thao thao bất tuyệt làm hồi tới 2 giờ đồng hồ của người ta. Mặc dù giảng theo cái chương trình là 10 giờ giảng tới 12, nhưng trễ tiếng thì cũng đúng giờ đó. Ngưng giảng tiếng đủ rồi, có gì để bữa khác. Gia giảm mà mình hiểu rồi thì tụng kinh một nghi thức là ABC như vậy đó. Nhưng khi mình thấu được đạo lý rồi, tùy duyên tụng, gia giảm tùy duyên, không có bao giờ có tội tại tụng thiếu. Có nhiều vị còn để một câu nữa chứ, bổ khuyết. Hỏi tại sao bổ khuyết, chỗ nào khuyết mình bổ vô. Cho nên phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh, vì tâm kinh này là bổ khuyết vô. Nãy giờ tụng không chừng nhảy chữ, thiếu chữ, tụng trật, rồi giờ bài kinh này bổ vô. Cái quan niệm đó không có đúng. Đó không phải là quan niệm của Đạo Phật. Cho nên mình làm một cái chương trình, mình phải mở ngoặc. Chương trình có thể tùy duyên thay đổi, để lỡ mình có đổi thay người ta không trách. Tôi nói trước rồi mà. Tại sao làm lộn? Ôi cha, trứng gà còn lộn huống chi con người. Cho nên thưa đại chúng á, Pháp Hòa nói nhiều như vậy để cho các anh chị, nhất là những Phật tử đi chùa nhiều, chúng ta hiểu được cái tâm ý của các tổ khi các ngài sắp xếp cho ta một thời kinh. Chú Đại Bi là biểu lộ cho cái tâm từ bi. Cái bài chú này có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, trích từ trong một cái quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni Kinh. Và cái bài thần chú này giúp cho ta tăng trưởng lòng từ bi, do chúng ta nhiếp tâm hành trì. Rồi do chúng ta nhiếp tâm hành trì, hoặc là chúng ta lấy được cái ý là đây là đại bi, và từ cái tâm đại bi này nó đi vào trong cuộc đời. Thái tử Sĩ Đạt Ta nếu không có lòng từ bi đối với chúng sanh, ngài đâu có chịu khó tu tập, có phải không? Thì bây giờ các anh chị, các đại chúng cứ quán chiếu coi, phải tất cả Phật Bồ Tát vì cái đau khổ của chúng sanh, vì cái lòng từ bi mà phát tâm lập nguyện không? Tất cả đều từ đó. Cho nên cái chỗ đi vào đạo không thể nào thiếu lòng từ. Mình muốn làm bất cứ việc gì mà lòng từ không có làm không nổi. Mà chính cái lòng từ đó làm rồi, nó làm một sức mạnh. Sức mạnh. Cho nên cái câu cuối là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, và câu đó là tâm chú của Đại Bi. Toàn thể chú Đại Bi, nó quan trọng nhất là cái câu kết. Thành tựu các pháp thành tựu như nguyện. Đó là cái câu cuối, nghĩa nó vậy. Và cái câu cuối của Bát Nhã Tâm Kinh là yết đế, cố gắng, ba la yết đế, cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha mừng quá, mình tới nơi rồi. Vậy thì tâm Bát Nhã Tâm Kinh, từ cái câu Ma Ha Bát Nhã tụng cho tới câu tức thuyết chú viết, tức là nói như vậy nè,
toàn bộ tâm yếu tinh yếu của Bát Nhã là gì? Yết đệ, cố gắng, cố gắng. Sống đây ai cũng cố gắng, ăn cũng phải cố gắng ăn, no quá mà còn chút thôi ráng ăn, ngồi chơi chút nữa đi, ráng chơi thêm chút nữa đi, không ai ráng tu. Vậy thì thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta muốn thành tựu đó. Cho nên đại bi cái câu cuối là gì? Mọi ước nguyện sẽ thành tựu, mọi tâm nguyện sẽ thành tựu, án tức điện đô mạng. Cái chữ câu chú nào có chữ ta bà ha đó, chữ ta bà ha là đến bờ rồi, viên mãn rồi, rốt ráo rồi, thành tựu rồi. Mà nếu mình không có lòng từ, mình không đủ trí tuệ, không vượt qua bờ khổ đau được, không vượt được khổ đau. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn nó cho chúng ta những cái sóng gió. Nhưng mà nếu chúng ta tùy thuận, cơn sóng nào chúng ta lên rồi chúng ta xuống. Không có một cơn sóng nào mà nó xuân hoài mà nó không xuống hết á. Cơn sóng nào nhồi cỡ nào rồi nó sẽ xuống, cho dù là sóng thần, cho dù là động đất rồi nó phải dừng lại chứ. Thì chúng ta cũng thế, chỉ cần chúng ta yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế một ngày sẽ bồ đề ta bà ha. Mà hãy mà qua được ta bà ha rồi thì là mình đi qua một sự sống mới. Mà sự sống mới tức là bài vãng sanh thần chú, phải vậy không? Mà vãng sanh thần chú rồi được rồi, tâm mình nó lắng xuống rồi thì liền tới cõi tịnh, tịnh độ, tán Phật Di Đà, niệm Di Đà tứ thánh. Mà ở tịnh độ rồi không an ngửi, quay trở lại độ ta bà qua bài hồi hướng, phải không? Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri. Cho nên khi mình thấy được cái tâm ý của chư tổ rồi thì chúng ta cứ chắp tay mà chúng ta hành trì. Và thậm chí các anh chị bây giờ mình tụng kinh dịch của cái quý ngài đó, không phải quý ngài cầm cái bút lên mở trang nào dịch trang đấy đâu à. Trước khi dịch kinh là quý ngài phải đọc toàn bộ bản kinh một lần để nắm được cái tinh yếu, cái đạo lý của kinh đó mới bắt đầu dịch được. Mà quý ngài không phải giỏi chữ Hán hay là giỏi chữ Phạn không, mà còn phải hiểu được Phật Pháp nữa kìa. Người biết chữ Hán mà không hiểu Phật Pháp cũng không thể dịch kinh được. Ví dụ như bây giờ quý anh chị hiểu tiếng Hán đâu hiểu kinh, tại Nhật cũng xài chữ Hán nhiều, thì đại khái mình cũng hiểu một phần chữ Hán. Chỗ nào ta để là tam thừa tứ quả, hỏi nghĩa là gì? Ba xe bốn trái. Ba xe bốn trái. Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì? Đó là nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Thì bây giờ mình sẽ dừng ở đây, rồi câu hỏi mình sẽ để dành lại, tại vì nhiều lắm. Mà thôi câu nữa đi. Bây giờ Pháp Hòa nói qua cái ý nghĩa của cái phần nghi thức rồi, thì bây giờ các anh trong này có một câu là nếu mình tụng kinh cho người bình an khỏe mạnh thì tụng sao? Thật sự thưa đại chúng á, an là gì? An là yên, chữ an cũng được, chữ yên cũng được. Yên là sao? Không có sóng gió, không có nhúc nhích, không có lay động. Thì ai trong chúng ta cũng muốn mình yên hết á. Ngồi yên, ăn bữa cơm mà bị kêu hoài nó ăn bữa cơm cũng ăn nữa, không yên nữa. Đó. Ăn bữa cơm cũng yên, bị réo hoài. Ngủ một cái bị gõ cửa hoài, muốn ngủ chút cũng yên nữa. Vậy thì cái ý nguyện, ý tâm ý muốn an đó đâu phải chỉ ở thời kinh đâu, phải không? Mà cái tâm ý muốn an nó rải rác trong cuộc sống của chúng ta. Vậy cái tâm nguyện muốn an là cái tâm nguyện tốt. Mà khi mình muốn an rồi thì không phải tụng mà an. Mà nếu chúng ta tụng một thời kinh đó, chúng ta hiểu được Phật dạy cho mình như thế nào để mình sống, mình làm cho mình an. Ví dụ bài kinh Phước Đức, Đức Phật dạy: sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất.
Đây, ba cái phước nè: sống trong môi trường tốt, tạo tác nhân lành, đi trên đường chánh, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Vậy thì chúng ta có một trong những cái nãy giờ mà nói yên chưa? Yên. Vậy thì cái yên đó không phải, nhưng nếu mình không tụng sao mình hiểu? Nhờ tụng mới hiểu, hiểu mới làm cho mình yên. Cho nên tụng kinh cầu an nghĩa là con ước nguyện, mong mỏi con được an. Qua một thời kinh, tụng xong rồi yên liền. Giờ con sợ bệnh tật quá, con tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn nói á, người nào mà trôi dưới nước niệm Quan Âm tấp vô chỗ cạn liền. Bữa nào con đi ngang mấy cái suối còn nhảy xuống con niệm Quan Âm. Trong kinh phổ môn, phẩm phổ môn nói chỗ nào mà có lửa niệm Quan Âm cái tự nhiên lửa biến thành bông sen liền. Rồi ai mà đi tìm châu báu, đi tìm châu báu mà trôi dạt trong biển quỷ dạ xoa la sát, niệm Quan Âm cái tấp vô chỗ tốt liền. Dòng nước đó là tượng trưng cho tham dục. Nước nó cuốn mình đi như những cái lòng ham muốn mình, nó lôi mình bất tận. Có không? Thử mà đi một con đường nào mà đồ sale đó, đồ nó bán rẻ đó, trời ơi bị cuốn hút vô liền. Cuốn hút vô. Phải nước thôi không? À, có 10 đôi dài rồi nha, mà đôi nào mà rẻ đẹp cũng bị lôi nữa như thường. Vậy thì phẩm phổ môn nói là nếu mà niệm Quan Âm là tấp vô chỗ cạn, niệm Quan Âm là quay trở lại liền. Có cần không? Quan Âm là trở về hỏi, quán là trở lại, nghe cái âm thanh nó nói liền. Tiếng Mỹ nó kêu do you need one? Do you need more? Mình quán trở lại có cần nữa không? Còn tiền không? Và tiếng thứ hai nó đâu có sao, cà thẻ cũng được. Chứ quán âm là vậy. Trong cơn giận dữ tức là rớt vô hầm lửa, niệm Quan Âm biến thành bông sen. Tôi đang giận, tôi biết tôi đang giận, tôi đang ở đây lẩn quẩn một hồi là tôi giận hơn nữa. Thôi để tôi tìm chỗ tôi ngồi tôi tịnh. Tôi đang làm trong bếp mà giờ lửa tôi nó phừng rồi, thôi để tôi lên chánh điện, tôi quét chánh điện, tôi xếp kinh. Không cần đi đâu hết, không cần bỏ chùa. Từ ở cái bếp đó đi lên chánh điện, chánh điện biến lửa biến thành bông sen. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Địa đó, đất đó trở thành thanh lương liền. Từ cái tâm thanh lương của mình trôi dạt vô la sát. Có không? Mới đầu chị em đều vui lắm, bạn họ bực nhau, trời la sát không. Thì có một cái ông đó, ông vô ông hỏi một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con đọc trong phẩm phổ môn tới cái chỗ mà gặp dạ xoa la sát, vậy bạch hòa thượng la sát là gì? Hòa thượng nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi mặt ông đỏ rần lên. Hòa thượng nói ông biết la sát nó ở đâu chưa? Chắp tay nó dạ con thấy la sát rồi. Chờ hôm nào mà mình giận lên vô nhìn cái kiến là biết mình mà. Vừa la mà vừa sát. Cho nên nhờ tụng như vậy đó, nhờ tụng như vậy cho nên mình thấy được đạo lý kinh. Mà thấy được đạo lý đó rồi là yên không? Yên. Mà đời sống này mà yên rồi mình chết có siêu không? Siêu. Cho nên an siêu là một. An siêu là một. Mình mà sống an là nhất định chết xả siêu. Lỡ gửi danh sách vô cầu an mà không biết ai để làm sao lọt qua danh sách cầu siêu. Gặp ông thầy trụ trì, ông cứ nhắm mắt ông đọc mà ông không coi. Mình ghi hàng năm mà ông vẫn đọc không nhớ nữa chứ. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B ở dưới này, ông tụng cho mình, ông tụng cho mình siêu mà mình ngồi dưới mình bất an. Siêu cái phiền não. Mình siêu vượt, chữ siêu là vượt á. Mình siêu vượt được phiền não là lập tức mình sẽ an. Dù người khác có đọc lộn tên mình qua danh sách cầu siêu,
Mình nói không sao, tụng trước khỏi tụng sau. Chờ là hôm qua mới chọc mấy thầy, nhiều khi mời trà, mời bánh mấy thầy ăn, nó thôi thôi ăn, nó ăn đi còn nóng, mai mốt ăn nguội mất công. Nguội là tại bằng thợ ta cúng đó. Bây giờ còn fresh rồi còn tươi uống đi. Mai mốt người ta đem bằng thờ tôi ngủ ngắt cũng bắt uống. Cho nên an siêu là một. Đừng có sợ lỡ ai ghi tên mình vô danh sách cầu siêu. Thưa đại chúng người Trung Hoa đó, ở trong chùa người Trung Hoa có hai cái bàn thờ. Một bên đó gọi là vãng sanh đường, một bên gọi là duyên thọ đường. Duyên thọ đó là thờ Phật Dược Sư. Xong rồi người ta cho mình đặt cái bài vị, để tên ông bà cha mẹ người thân của mình để trên cái bàn đó, thắp đèn Dược Sư cầu cho mình duyên thọ. Mà người Việt mình mà để kiểu đó là mình sợ muốn chết. Nhưng mà cái đó cũng do ta nghĩ thôi. Ta nghĩ an là nó an à, ta nghĩ siêu là nó siêu. Tất cả là do mình nghĩ. Quý vị biết không, người Hoa đó, ta làm ra một cái quan tài nha, cái quan tài đàng hoàng để làm quà tặng cho bạn bè. Trời ơi, ai dám lấy. Nhưng mà người ta phân tích chữ nè, thăng quan phát tài. Chữ quan tài tách làm hai ra, viết hai chữ thành ra bốn chữ: thăng quan phát tài khoái liền. Khiêng quan tài vô ta liền. Mình gặp cái quan tài mình sợ muốn chết. Nhưng mà để bốn chữ trên cái nắp quan tài đó: thăng quan phát tài. Tất cả là do mình. Bịch xi măng á, mà làm bậc thang dưới cái tượng Phật đó, nấc thang này nó complain, nó mắng vốn cái tượng Phật. Nó cũng cùng là xi măng mà tại sao tôi phải bị người ta đạp lên, còn ông cũng xi măng mà ông ngồi trên kia cho ta lại. Ông xi măng ngồi trên, ông nói: con ơi, nhờ con mà lên tới đây, không có mi đâu có tới ta. Nghe vậy nó khoái liền: ok, để tôi làm bậc thang cho ta đạp. Ăn thua mình biết vuốt ve nó. Nhưng mà cái tượng xi măng nói đúng chứ. Ngươi còn được người ta chùi rửa, mỗi ngày ngươi còn được tiếp xúc cho từng bước chân, còn ta ngồi yên bất động. Bắt tay về hỏi đương nhiêu cũng ok hết. Tụng kinh á, gọi là cầu an, là mình tụng rồi mình hiểu lời Phật tự mình an. Chứ mình tụng được một thời kinh như vậy, mình tụng ngày tụng đêm có ai nói mình mê tín hết. Thế mình tụng mình hiểu mình tụng cái gì, mình làm cái gì. Hôm nào tụng kinh không nổi phải không, mệt mỏi quá tụng nổi lại Phật đi. Tại vì mình đứng lên lại xuống, mình có cử động, mình không có buồn ngủ. Còn mình mệt quá, mình ngồi mình tụng rồi mình gật lên gật xuống mình ngủ, bữa đó ngưng tụng kinh lại Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lại nửa tiếng đồng hồ một câu Phật đó cũng được. Nhưng mà trong lúc đó tâm mình giao duyên với lại sự thanh tịnh, cũng là một thanh tịnh. Tụng kinh miệng phát ra tiếng, tai nghe tiếng, dùng chuông mỏ âm thanh phối hợp để làm cho tâm tịnh. Giờ bữa đó mệt quá không làm gì nổi hết, lại Phật phối hợp đứng lên lại xuống, phối hợp danh hiệu Phật làm cho tâm bình tĩnh. Có những vị ngồi thiền một ngày ngồi một tiếng mà hôm nay ngồi tâm không yên, cơ thể quá mệt mỏi đứng dậy lại xong thôi, cũng là thiền luôn mà thiền lại. Hồi nãy là thiền ngồi, còn bây giờ mình lại Phật thiền lại. Cho nên mình hiểu được rồi, pháp nào mình tu cũng hạnh phúc hết, chứ đâu luận là pháp nào. Vì các pháp là để trị bệnh mà. Anh uống thuốc này không hết, anh đổi qua thuốc khác. Thậm chí là các vị mà đi chơi ngồi lâu đó, nhớ uống một viên mini aspirin. Tại vì cái viên thuốc đó làm cho mình loãng máu, ngồi lâu không có sao. Mình ngồi lâu máu nó có thể, cơ hội nó đông máu, máu nó đặc lại, mà không lưu thông là mình bệnh, có thể đi tới tử vong. Uống một viên mini aspirin để nó loãng máu ra, mình ngồi nó dễ chịu. Tôi đâu có bệnh gì, tôi phải uống aspirin. Đúng, anh không bệnh, nhưng mà anh ngồi lâu.
Ở đây nó có bán sâm gì đó, chai nhỏ nhỏ nè, bữa nào mệt thì uống chai đó vô cho nó tỉnh hồn tỉnh vía lên. Nhưng mà uống mỗi ngày nước túi tiền chứ không phải nước thịt. Vậy quý vị hiểu được cái tụng kinh để cầu an không? Làm thế nào để biết được một người sau khi lâm chung được vãng sanh? Cái này chắc cũng trả lời nãy rồi đó. Nếu một người bình thường không tu tập mà trước giờ lâm chung được người thân thương và hướng dẫn niệm hồng danh Đức Phật Di Đà và niệm theo thì người đó có được vãng sanh không? Có thể. Có thể, tại vì nếu như trong lúc mà người đó thường ngày họ không tu tập, nhưng mà cái giây phút cuối cùng á, tâm họ hướng thiện đó, họ vãng sanh. Mà trường hợp vãng sanh này gọi là gì? Gọi là đới nghiệp vãng sanh, hay là gì? Cận tử nghiệp. Cận tử tức là sát bên cái giây phút mình chết rồi, nhưng mà cái nghiệp mình được chuyển. Hay là đới là gì? Đới là mang. Đới là mang, là đem theo. Nghiệp là cái gì mình tạo. Vãng sanh về cõi cực lạc nhưng mà vẫn mang theo nghiệp. Nhưng mà may phước mình được về đó cho mình thiếu nợ, mình tu mình trở lại mình độ trả nợ đó. Nhưng mà với điều kiện nghiệp cũ à, chứ còn nghiệp mới là không được. Cho nên đời này á, mình có mặt ở đây là phần lớn do nghiệp cũ nè. Nhớ là đừng lấy cái nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới nữa nha. Ví dụ mình nghèo là một cái nghiệp cũ của mình rồi, đừng có ganh tị với ai nữa hết á. Đã nghèo của cải rồi mà nghèo luôn tâm hồn nữa là nghèo sơ nghèo xác á, nghèo rớt mồng tơi á. Mình chỉ nghèo tiền của thôi, mình không nghèo tâm linh. Không nghèo tâm linh là thấy ai mà có của mình tùy hỷ cho người ta, tại vì mình thiếu duyên thiếu phước. Chứ mình còn ganh tị nữa là cũng nghèo thôi à, chứ không phải ganh mà được đâu. Mà người ta càng xa lánh mình hơn nếu người ta biết được việc đó. Và mình lại càng thể hiện cái tâm tư ganh tị của mình ở trên nét mặt, trên lời nói, trên cái hành thử xử của mình, thì mình thua lỗ cả hai, từ vật chất đời sống cho đến tâm hồn của mình. Cho nên á, cái đó gọi là lấy cái nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới. Rõ ràng không? Còn nếu như mình đời này nghiệp cũ mình nghèo nhưng mà không tạo nghiệp mới nữa là không tạo cái tâm ganh tị, biết tùy hỷ với mọi người. Cho nên á, một cái người bình thường không tu tập được vãng sanh nhưng mà cơ hội rất ít. Và chúng ta ngay bây giờ chúng ta phải tạo duyên cho chính mình. Dù mình không phải là thường tinh tấn nhưng mà cũng tinh tấn. Nếu trong tâm thức mình không có gieo cái chủng tử thiện lành thì làm sao giây phút đó người ta nói mà mình có thể mình kết được. Bây giờ ở đây quý anh chị thuộc cái bài, một cái bài hát gì đó, ví dụ cái bài Đời Tôi Cô Đơn, thì tại vì mình biết rồi cho nên Pháp Hòa vừa bắt lên Đời Tôi Cô Đơn, cái mấy anh hát theo đó, tại vì tâm mình có cái đó, tâm mình có cái đó. Còn nếu mình không có cái đó ta hát mình không biết. Ví dụ như nãy mình không thuộc cái bài Thu Đẹp Đã Về Rồi thì Pháp Hòa có hát hay đi nữa các anh chị ngồi nghe, chứ các anh chị không có đi theo Pháp Hòa được, tại tâm mình không có cái bài đó. Thì cũng như vậy, trong tâm mình phải có danh hiệu Phật, phải có lời kinh tiếng kệ, để giây phút đó người ta tới ta tụng cho mình đó, mình duyên theo được, nó giúp cho mình sức mạnh mình có. Cho nên đó, đời này mà nếu mình muốn á, mình gọi là lỡ mình không tu á, thì ít nhất cái tâm thiện mình phải có. Không tu tập là một chuyện, nhưng mà không có nghĩa là mình, nếu như có nhiều người người ta không tu tập nhưng mà đời sống người ta không có làm ác, bất quá là không có tu theo Phật thôi, nhưng mà đời sống của người ta biết lánh giữ làm lành, người ta sống đời có đạo đức, mặc dù người ta không tuyên bố người ta tu theo Phật quy tâm bảo gì cả. Mình đã từng thấy những người như vậy, có những người người ta không có phải Phật tử thuần thành nhưng mà đời sống người ta nếu tính ra là bằng hoặc hơn một Phật tử chứ không có thua, vì đời sống của họ rất thánh thiện. Thì cái người đó đó,
cái giây phút cuối mà họ được ai trợ duyên đó, họ vãng sanh lẹ lắm, tại cái thiện nó có rồi. Nhưng mà mình á, trong đời sống này đừng nghĩ rằng á, mình cứ xả láng đi rồi khúc cuối cái ai đó cho mình tu cái mình đi. Tại vì giây phút đó nghiệp lực nó bao vây, chi phối đủ kiểu hết, đau nhức bệnh tật, đủ thứ những cái ác duyên nó đến nó xâm chiếm mình. Không đủ định tĩnh đâu, không đủ định tĩnh. Chứ bây giờ á, mặc dù mình không dám nói mình là người tu giỏi, tu hay gì, nhưng mà cố gắng giảm ác tăng thiện. Giảm ba nghiệp thân khẩu ý, ác tăng ba nghiệp thiện của thân, của khẩu, của ý. Dù mình không phải là người tuyên bố mình tu hành tụng niệm gì cả, nhưng mà ít nhất cái nghiệp thiện mình phải có. Thì lúc đó cái thiện này nó tới, nó mới tương ưng. Mà nó tương ưng thì nó mới đưa mình đi xa được. Một chiếc xe mà nó còn xăng á, thì người ta đề nó lên thì nó còn xăng thì nó vẫn đỡ hơn là xe hết xăng. Rồi cái máy lên rồi là tắt gì, nó không còn đủ xăng để nó chạy máy. Thì chúng ta cũng như vậy, cũng như vậy. Thôi thì Pháp Hòa có nhắc đại chúng nha, một người bình thường không tu tập trước giờ lâm chung, người thân niệm hồng danh Phật, người đó có theo Phật, người đó có được vãng sanh không? Có, nhưng mà hiếm. Cũng như mình nói mình hồi hướng cho người thân mình, người thân mình nhận được không? Được. Nhưng mà với điều kiện là người đó có phước để nhận cái phước đó, chứ cho là được hết á. Nhưng mà quan trọng là người đó có phước để nhận không. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi qua đây, đại chúng thương quá cho những cái gì đó mà Pháp Hòa khiêng về không được, nhận thì được mà đem đi không được, vì không đủ khả năng đem. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, trong kinh nói rất rõ, người thân mà hồi hướng cho mình trong 7 phần công đức, 6 hay 7? 7 phần công đức, người thân hưởng mấy? Hưởng 6. Người cái người làm phước chạy hưởng 6, mà cái người được hồi hướng hưởng có 1. Nhưng mà Phật cũng khuyên chúng sanh á, phải tạo cái phước để nhận được cái 1 đó đó, chứ không chừng là 1 cũng được nhận nữa, thì không có phước để nhận. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị có nhớ là ngày Xá Lợi Phất có một người đệ tử, khi mà ngài có thai đó, cái vị đệ tử đó có thai là tự nhiên nguyên cái làng đó thất nghiệp, không ai có việc làm hết. Thì trong làng mới nghi cái cô bà mẹ mới nói, từ ngày nhỏ này nó có mang nè, cái chủng tử nghiệp lực này nó ảnh hưởng cả cái làng xóm này nè, đuổi nó đi, đuổi bà mẹ đi. Bà mẹ lang thang qua làng xóm khác, ở đầu đường xó chợ sanh ra thầy này. Mà hễ mà đi chơi với cái đám bạn á, người ta thấy mấy đứa nít ta cho nó ăn, mà tới nó người ta không cho, hoặc là ta hết. Ngày Xá Lợi Phất đi ngang thấy đứa nhỏ tội quá đi, ngày đem về chùa tu, hy vọng rằng ở chùa nó không được gì, nhưng mà ít nhất ngày 2 bữa cơm đủ. Dẫn đi khất thực, dẫn đi khất thực, cái này người ta cúng, cúng 1, cúng 2, tới ổng người ta hết đồ ăn. Mà cứ như vậy hoài, thiếu phước không? Rồi đến khi cái vị đó sắp chết, thì ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ đệ tử mình á, cả đời nó sống nó thiếu ăn, thôi bây giờ nó sắp chết nè, mình cho nó một bữa ăn cho ngon, cho no rồi nó chết no. Ngài đem chén cơm tới, vừa bưng tay cũng tắt thở cũng chết, chén cơm cuối cũng không được ăn. Thì qua cái câu chuyện đó để đại chúng thấy rằng á, cái phước của mỗi người, cho nhiều khi mình chỉ muốn một muỗng canh cuối cùng thôi mà không được, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên đời này á, nghe câu chuyện đó rồi quán lại mình, đời này không phải mình có một muỗng canh mà có cả tô canh mà ăn, mà còn chê lên chê xuống, có cả nồi cơm để ăn mà còn chê lên chê xuống, thì mình thấy là cái chê đó nó tổn, nó mòn, nó hao, lâu ngày nó mất. Nó không mất liền rồi nha, nó không mất liền đâu, nó mòn thôi, nó mòn dần rồi lâu ngày nó mất luôn. Cho nên đời sống của chúng ta, chúng ta phải nhớ là nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta có phước dữ lắm lần, chứ không phải ít đâu.
mà tại chúng ta chưa đủ cái chánh niệm, cái tuệ giác để chúng ta nhận ra chúng ta có cái phước. Rồi chúng ta cứ xài phước, hao phước, mòn phước, mà chúng ta không biết tích phước, tạo phước, giữ phước, mà chúng ta để cho nó mòn, nó hao, nó tổn, nó giảm. Và thậm chí chúng ta phí phước. Tại vì đồ ăn mà bỏ thì cũng là phí đồ ăn. Tiền mà xài không đúng là phí. Thì cái gì chúng ta không xài đúng là phí. Cho nên phước đôi khi chúng ta cũng bị phí cái phước. Mà hãy khi mà hết rồi thì khó kiếm lại. Cái chữ lâm chung á, nó ráp từ hai cái ý niệm, hai cái hoàn cảnh để nó thành ra chữ lâm chung. Chữ lâm là gì? Lâm là mình đi vào cái hoàn cảnh gọi là lâm mạng, tức là cái mạng mình nó lâm vào cái tình cảnh nguy kịch, hơi thở mình nó còn thoi thóp vậy nè, đến khi nào nó dừng nó không thở nữa, lúc đó gọi là chung thời. Cho nên chữ lâm chung á, là cái chữ ráp của hai cái nghĩa là lâm mạng chung thời. Thân mạng mình lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, đến lúc chấm dứt. Thở ra cái nhẹ đó, ngay cái giây phút thở nhẹ xuống đó, hay là thở cái khi đó, là chung thời, chấm dứt. Còn nãy giờ thôi thóp lâm mạng. Mạng mình lâm vào cái tình cảnh nguy kịch rồi. Cái gì đó, ủa sao hết thấy nhúc nhích rồi. Chung thời, hết. Thôi mình cũng nên lâm mạng chung thời. Tại vì nãy giờ chân này nó lâm nạn lắm. Thôi thì xin cảm ơn các anh chị ở đây chúng đã ngồi lại với Pháp Hòa suốt 2 giờ đồng hồ. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ngày mai để chúng ta có thêm một buổi sinh hoạt nữa. Và bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta thông báo những chương trình kế tiếp.